huyện Nam Đông tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập huyện và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn thành phố Huế nhưng phải đảm bảo chất lượng, mỹ quan công trình. Để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cũng như phát huy hiệu quả kinh tế của các ý tưởng, dự án thì cuộc thi cần sự kết nối từ nhiều phía là doanh nghiệp, startup, nhà quản lý và các nhà đầu tư. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 11. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, huyện Nam Đông tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập huyện và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Cách đây 30 năm, huyện Nam Đông được tách ra từ huyện Phú Lộc, đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, cơ cấu kinh tế có những chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 11,5%, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện hiện nay đạt 40 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%. Huyện có 25 trên 28 trường đạt chuẩn quốc gia, thu ngân sách bình quân hàng năm tăng gần 13%, tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 74%, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng được đầu tư nâng cấp, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Đến nay, huyện đã hoàn thành 7 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với những kết quả đó, năm 2005, huyện Nam Đông vinh dự được nhà nước phong tặng huyện anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đầu năm 2020, tiếp tục được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao bước trưởng thành của huyện Nam Đông. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh lưu ý trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền và nhân dân cần phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục khó khăn do tình hình dịch bệnh, thiên tai, bão lũ để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, khai thác có hiệu quả các nguồn đầu tư cho phát triển, tiếp tục duy trì những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa và hiệu quả hơn trên cơ sở áp dụng tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Chủ động hội nhập, tìm kiếm thị trường để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ và du lịch. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho huyện Nam Đông. Nằm trong chuỗi sự kiện Huế sáng tạo để phát triển bền vững năm 2020 nhằm xây dựng chính sách và kiện toàn môi trường để thu hút đầu tư, hướng đến phát triển Huế trở thành trung tâm sáng tạo, công nghệ và nghệ thuật trong tương lai. Vào chiều qua, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức diễn đàn Thừa Thiên Huế trong nền kinh tế số và công nghiệp sáng tạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì hội nghị. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Chủ tịch nhấn mạnh, làm sao, làm gì để Huế phát triển là nỗi trăn trở của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trong nhiều năm qua. Việc phát triển có nhiều khó khăn trong suy nghĩ, đầu tư và thực hiện. Trong 2 năm gần đây, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra để có những quyết sách mới cho sự phát triển của Thừa Thiên Huế trong những năm tới. Theo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cần phải thay đổi tư duy, nhận thức và hành động trong thu hút đầu tư, cũng như tăng cường truyền thông để tạo sức mạnh lan tỏa, để sớm thực hiện mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia diễn đàn tiếp tục hiến kế, góp sức xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển bền vững. Sự kiện Huế sáng tạo để phát triển bền vững năm 2020 được tổ chức với 5 diễn đàn chính, gồm phiên giới thiệu sản phẩm dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hội nghị liên kết xây dựng mạng lưới tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung, diễn đàn Thừa Thiên Huế với hội nhập quốc tế, diễn đàn Thừa Thiên Huế phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa, diễn đàn Thừa Thiên Huế trong nền kinh tế số và công nghiệp sáng tạo. Đặc biệt trong khuôn khổ sự kiện, hơn 50 doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp sẽ tham gia triển lãm công nghệ sáng tạo và giáo dục. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công,
đẩy nhanh tiến độ các dự án nhưng phải đảm bảo chất lượng, mỹ quan công trình là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ trong buổi đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án công trình trên địa bàn thành phố Huế. Kiểm tra công trình kè chống sạt lở các đoạn sông yếu thuộc hệ thống sông Hương giai đoạn 1, đoạn từ cầu Kim Long đến chùa Thiên Bù thành phố Huế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, đây là công trình có vai trò quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra trong các năm tiếp theo, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho hàng trăm hộ dân sống dọc theo bờ sông Hương. Vì vậy, chủ đầu tư cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện những hạng mục, phần việc cụ thể. Qua đó, góp phần bảo vệ người dân sinh sống và đi lại dọc theo bờ sông Hương, cũng như tạo cảnh quan môi trường, hình thành tuyến đường đi bộ, đạp xe trong thời gian tới. Đi bộ dọc hai bên bờ sông Hương, đoạn từ cầu Giả Viên đến cầu Phú Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục các cây bị gãy đổ do bão gây ra, bổ sung thêm nhiều hoa và cây xanh, trong đó tập trung các loại cây vừa có bóng mát vừa có hoa, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình đang được thực hiện gắn với việc đảm bảo chất lượng, mỹ quan của công trình, từ đó tạo điểm nhấn cảnh quan, nghệ thuật và không gian mở để thu hút người dân và du khách đến tham quan, phát triển du lịch. Đến kiểm tra tại các dạng trung tâm thương mại, khách sạn Nguyễn Kim, khách sạn Đông Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, huy động tối đa máy móc, phương tiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án. Trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn lao động, mỹ thuật và chất lượng của cả công trình. Thưa quý vị, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP đang từng bước tác động sâu rộng đến nền kinh tế Việt Nam. Tại Thừa Thiên Huế, sau hơn một năm có hiệu lực, nhiều vấn đề đang đặt ra, đặc biệt là chủ động khai thác cơ hội từ hiệp định để tạo động lực phát triển kinh tế. Hãy cùng với phóng viên thời sự điểm lại những mặt được cũng như những tồn tại nảy sinh trong quá trình thực thi hiệp định quan trọng này. Công ty Cổ phần Dệt may Huế, một trong những doanh nghiệp lớn của tỉnh, chuyên sản xuất hàng xuất khẩu với thị trường chính là Mỹ. Gần đây, khi các hiệp định thương mại thế hệ mới có hiệu lực như hiệp định CPTPP, AVFTA đã tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng thị trường và tăng thị phần xuất khẩu. Tuy nhiên, đối với hiệp định CPTPP, rào cản lớn mà doanh nghiệp đang gặp phải đó là những quy định về xuất xứ hàng hóa. Do phần lớn nguyên phụ liệu hàng may mặc vẫn còn nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ không thuộc khối CPTPP. Để đáp ứng về yêu cầu xuất xứ nguồn nguyên liệu trong nước, chỉ có sự nỗ lực từ doanh nghiệp chưa đủ mà cần sự hỗ trợ tích cực từ các bộ ngành chức năng, tạo điều kiện cho ngành dệt nhuộm trong nước phát triển để tận dụng được cơ hội ưu đãi mà hiệp định này mang lại. Điều kiện để khả thi nhất và khai thác được cái lợi ích từ cái hiệp định này đó là chứng nhận xuất xứ. Thì đối với các doanh nghiệp không những là của Thừa Thiên Huế mà của Việt Nam chúng ta, phải nói rằng để đảm bảo được cái chứng nhận xuất xứ đó thì cần nhiều cái hỗ trợ từ ngành khác, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ. Thì hiện nay chúng tôi phải nhập khẩu nhiều từ bên ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Chỉ vì thế nên cái vấn đề chứng nhận xuất xứ là vấn đề mà không những là các doanh nghiệp có thể tự lo được, mà cái này là tôi nghĩ là từ phía nhà nước cần có một cái sự hỗ trợ để làm sao tạo được ngành nghề mang đến cái chứng nhận xuất xứ nhiều thuận lợi nhất. Trong CPTPP có rất nhiều ưu đãi, nhất là về thuế. Nhưng để được hưởng những ưu đãi này thì hàng hóa phải đáp ứng được yêu cầu của hiệp định này. Ở Thừa Thiên Huế, hàng hóa xuất khẩu chủ lực là dệt may. Thế nhưng hiện nay, ngành dệt may vẫn còn phụ thuộc khá nhiều nguyên phụ liệu từ các quốc gia ngoài khối CPTPP, nên vẫn chưa tận dụng để mở rộng thị trường, hưởng ưu đãi về thuế. Mặt khác, doanh nghiệp Thừa Thiên Huế phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Họ vẫn chưa thực sự quan tâm, chủ động tìm hiểu và nắm bắt cơ hội, tổ chức sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu và ưu đãi mà hiệp định mang lại. Và doanh nghiệp cũng cần phải tìm hiểu sâu và có những cái hành động cụ thể để có thể là thay đổi cái cơ cấu sản xuất. Vì luôn luôn là những cái thuận lợi về việc mở rộng thị trường thì nó đi kèm theo một số cái tiêu chuẩn, quy chuẩn của các cái nước thành viên, mà đặc biệt là các cái nước đối tác lớn như Nhật Bản, Canada, rồi Úc. Đấy là những cái mà chúng tôi nghĩ là sắp tới doanh nghiệp cần phải tiếp tục và chủ động hơn nữa trong việc triển khai hiệp định. Để khai thác tiềm năng to lớn của hiệp định, theo các chuyên gia kinh tế, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, thì bản thân doanh nghiệp phải thay đổi tư duy kinh doanh, thích nghi với bối cảnh mới, tích cực tìm hiểu, nắm bắt thông tin và linh hoạt trong việc tiếp cận, tận dụng cơ hội, đầu tư xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.
yếu tố quyết định trong hành trang tiến vào thị trường đầy tiềm năng này. Để được hưởng lợi khi tham gia CPTPP như da giày, dệt may thì phải xây dựng quy hoạch phát triển nguyên vật liệu thay thế hàng nhập khẩu với chính sách của nhà nước, khuyến khích đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài để nhanh chóng hình thành các khu công nghiệp chuyên biệt từng sản phẩm. Doanh nghiệp và cả nhà nước cũng phải hỗ trợ để có thể hình thành các cái chuỗi liên kết bền vững, kể cả từ khâu nguyên liệu, khâu chế biến và cái khâu đồng bộ cả cái khâu tiêu thụ. Thì vừa qua tỉnh cũng đã định hướng để hình thành cái khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may ở khu công nghiệp Phong Điền, và chúng tôi cũng đã có những cái bước triển khai để đăng ký với các cái bộ ngành trung ương để hỗ trợ trong việc triển khai khu công nghiệp hỗ trợ này, để đảm bảo các cái quy tắc xuất xứ hàng hóa của cái hiệp định CPTPP. Đặc biệt với FTA thế hệ mới như CPTPP, doanh nghiệp cần quan tâm đến các nội dung phi thương mại như yếu tố về lao động, môi trường, công đoàn, tính minh bạch. Đồng thời, nghiên cứu thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư, chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng cơ hội mà CPTPP mang lại để mở rộng thị trường xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, lựa chọn nhà đầu tư tiềm năng và tìm kiếm dự án đầu tư tại các nước thành viên. Tiếp tục chương trình là những tin tức khác. Hôm qua, Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 tổ chức vòng chung kết. Cuộc thi nhằm thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Sau gần 3 tháng phát động, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 56 hồ sơ đăng ký tham gia dự thi của các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của hội đồng giám khảo, Ban tổ chức đã chọn được 16 ý tưởng dự án khởi nghiệp có tiềm năng phát triển tham gia vòng chung kết cuộc thi năm nay. Đây là những dự án, ý tưởng sáng tạo được đánh giá cao về ý tưởng phát triển cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm trên nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ thông tin, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, có mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế xã hội cũng như tính khả thi và hiệu quả thương mại khi đưa vào thực hiện. Tại vòng chung kết, các startup sẽ trình bày cụ thể về ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của mình trong vòng 6 phút để làm rõ hơn những nội dung được ban giám khảo quan tâm. Trong những năm qua, các cuộc thi khởi nghiệp hàng năm, nhiều ý tưởng, dự án kinh doanh đã được hình thành và có chỗ đứng trên thị trường. Đây không chỉ là những tín hiệu tích cực cho sự chuyển biến về tư duy và hành động của thế hệ trẻ, mà còn là động lực để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên, sinh viên, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và trao giải vào tháng 12 năm 2020. Cả lực lượng cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 tiếp tục ngang đập nặng dòng, điều chỉnh dòng chảy để tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. Do chiều tối hôm qua trời mưa to nên nước sông Rào Trăng dâng cao, làm sạt lở và trôi một phần đất đá đập ngang Rào Trăng, đã làm ảnh hưởng đến công tác ngang đập nặng dòng. Sáng nay, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng và các lực lượng khác, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường lực lượng dân quân huyện Phong Điền vào để vận chuyển nguyên vật liệu, rò đá, đá, phương tiện cơ giới, máy ủi, máy múc, máy xúc đào đắp đê quai để ngăn đập nặng dòng. Các lực lượng đã tổ chức đào đắp ngăn đập cao hơn 3,5 m, rộng 5 m, dài từ bờ sông này sang bờ sông kia trên 15 m. Ngoài ra, các bộ phận khác vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân các khu vực có thể nghi ngờ. Đặc biệt, lực lượng công binh tăng cường cảnh giới, có phương án an toàn cho lực lượng thi công, đồng thời chuẩn bị phương án để hồ đê ngăn dòng chảy, phòng tránh lượng nước trên nguồn chảy về quá lớn, có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đập. Với quyết tâm cao của các lực lượng, trong ngày hôm nay, công tác ngăn đập nặng dòng sẽ hoàn tất, và ngày 22 tháng 11 chuyển qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân mất tích dưới lòng suối. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1815 về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Theo quyết định này, Thừa Thiên Huế được cấp 20 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Phong Điền. Cụ thể, tại quyết định này, Thủ tướng nêu rõ tạm cấp 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 3 địa phương bao gồm Quảng Nam 20 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Tây Giang, Thừa Thiên Huế 20 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Phong Điền, Quảng Trị 40 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Hướng Hóa và huyện Đắk Rông. Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương căn cứ tình hình thực tế để phân bổ, quản lý sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ nhằm thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời
đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ. Sau khi kết thúc đợt mưa lũ, Ủy ban nhân dân các tỉnh kiểm tra, đánh giá, tổng hợp số liệu thiệt hại do thiên tai, kết quả cứu hộ cứu nạn, gửi về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để trình Thủ tướng xem xét, quyết định mức hỗ trợ chính thức. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết, tính đến ngày 17 tháng 11 là giải ngân cho 38 doanh nghiệp vay gói 16.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là 38 doanh nghiệp đầu tiên sử dụng lao động được phân bổ vốn và trả lương cho 1.195 lao động bị ngừng việc, tổng số tiền là hơn 6 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng cho biết, các chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội các tỉnh, thành phố trong hệ thống vẫn đang tiếp tục phù hợp cùng khách hàng hoàn thiện hồ sơ và lên kế hoạch giải ngân. Việc giải ngân gói 16.000 tỷ đồng sẽ được thực hiện để hết ngày 31 tháng 1 năm 2021. Chiều qua, Trường Đại học Y Dược Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các bác sĩ, dược sĩ, cử nhân hệ liên thông năm 2020. Có 513 sinh viên hệ liên thông từ trung cấp và cao đẳng các ngành y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền, dược học, điều dưỡng, xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học và y tế công cộng tốt nghiệp năm học 2019-2020 được trao bằng. Kết quả học tập trong toàn khóa học của các sinh viên hệ liên thông được công nhận tốt nghiệp, được xếp hạng có 3 sinh viên xếp loại xuất sắc, 60 sinh viên xếp loại giỏi, chiếm hơn 11%, 388 sinh viên xếp loại khá, chiếm hơn 75%, 62 sinh viên xếp loại trung bình, chiếm hơn 12%. Chiều qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tổ chức buổi thuyết trình giới thiệu một số di sản văn chương thời Nguyễn, đặc biệt là bảng truyền kiều chắp tay của Hoàng gia triều Nguyễn. Đây là hoạt động hướng đến Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Buổi thuyết trình có sự tham gia của các đại biểu là các nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu và các em học sinh sinh viên. Tại đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã giới thiệu về bảng truyền kiều chép tay của Hoàng gia triều Nguyễn, là một trong những tư liệu rất có giá trị. Bảng chép tay của Hoàng gia triều Nguyễn có nhiều đặc điểm nổi bật như bìa sách hình rồng dệt, mặt rồng ngang, thân uốn khúc, chân năm móng bấu vào mây ngũ sắc, trang trí xung quanh nền là bạc bửu. Tính chất của họa tiết rồng năm móng chứng tỏ đây là bảng của nhà vua Ngự Lạm. Theo nhiều thông tin, cuốn cổ thư này từng được bày bán ở một hiệu sách cổ ở Paris, sau đó trở thành thư mục nằm trong bộ sưu tập cổ thư của Thư viện Anh Quốc từ năm 1894. Bảng kiều chép tay này có tên gọi là Kim Vân Kiều Tân Truyền, gồm 150 mặt giấy gió. Ngoài bộ mặt giấy phù bìa in hình rồng màu vàng thép, nền đỏ, sách có 146 mặt giấy gió, tương ứng với 146 trang nội dung. Nội dung từng trang được trình bày rất thống nhất. So với các bảng chép tay truyền kiều của Lâm Nọa Phu, Nguyễn Hữu Lập, Trần Bích Sang, bảng chép tay này rất chuẩn mực, chữ viết dàn chữ chân sắc nét, nghiêm ngắn. Ngoài giới thiệu về bảng kiều chép tay, buổi thuyết trình còn trình bày thêm thông tin mới từ một số bài thơ của các vua Nguyễn. Đây đều là những kiến thức quý giá để các đại biểu, mà đặc biệt là các em học sinh sinh viên, có thêm một cái nhìn mới về truyền kiều. Phần cuối là những tin tức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng văn hóa văn nghệ. Vào sáng qua, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với câu lạc bộ golf và những người bạn tổ chức trao quà hỗ trợ công chức, viên chức và người lao động ngành văn hóa và thể thao khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt. Ban tổ chức đã trao 83 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các công chức, viên chức, người lao động trong ngành văn hóa thể thao chịu ảnh hưởng nặng từ các đợt thiên tai vừa qua. Những phần quà bên cạnh việc san sẻ góp phần giúp những người khó khăn ổn định lại cuộc sống thì cũng thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, sự chăm lo của công đoàn ngành văn hóa đến với những lao động đang cần giúp đỡ. Trước đó, trong các đợt dịch COVID-19, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ nhằm giúp đỡ cho người lao động trong ngành. Với mục tiêu chia sẻ và kịp thời động viên người dân miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, nhất là các em học sinh sớm ổn định cuộc sống, nhà máy sữa Vinasoy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức trao quà cho học sinh các trường tiểu học của hai huyện Quảng Điền và Phong Điền trong chương trình Chúng ta tiếp sức trẻ em vùng lũ đến trường. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Vinasoy trao 6.500 phần quà. Mỗi phần quà bao gồm một tháng uống sữa đậu nành Fami Canxi và 10 quyển vở để góp phần tiếp sức cho hành trình trở lại trường học sau bão lũ của các em học sinh tại 22 trường tiểu học của hai huyện Quảng Điền và Phong Điền. Trong đó, huyện Quảng Điền 3.500 suất quà. Chương trình này chính là hành động nhỏ từ Vinasoy nhằm góp phần hỗ trợ hành trình tái thiết cuộc sống sau bão lũ cho đồng bào miền Trung nói chung và các em học sinh nói riêng. Là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương nhất sau thiên tai, phần quà thiết thực này sẽ giúp các em học sinh tiểu học được bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng, đồng thời tải trang bị tập vở để các em ổn định cuộc sống, yên tâm đến trường. Đây còn là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần Việt Nam,
một trong năm giá trị cốt lõi của Vinasoy để cổ vũ tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng xã hội. Được biết, chương trình chung tay tiếp sức trẻ em vùng lũ đến trường gồm 35.700 suất quà. Ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế, Vinasoy còn trao tại các tỉnh Quảng Trị với 12.500 phần quà, Quảng Bình với 8.000 phần quà và tỉnh Hà Tĩnh với 8.700 phần quà. Tổng giá trị quà tặng hơn 3,3 tỷ đồng. Học viện Âm nhạc Huế tổ chức khai mạc Festival Piano Guitar lần thứ nhất năm 2020. Đây là sân chơi thú vị để các bạn trẻ đam mê piano guitar thể hiện tài năng âm nhạc của mình. Festival Piano Guitar lần thứ nhất năm 2020 có sự tham gia của 160 thí sinh đến từ 20 trung tâm âm nhạc của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Các thí sinh chia thành các bảng dự thi ở hai nội dung là độc tấu và hòa tấu. Festival Piano Guitar là một hoạt động nghệ thuật nhằm tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các bạn trẻ yêu âm nhạc, qua đó cũng tạo cơ hội để giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ và kiến thức âm nhạc, thể hiện tình yêu với âm nhạc nói chung và bộ môn piano guitar nói riêng. Festival Piano Guitar hiện đang trình diễn các tiết mục tại Nhà hát Sông Hương Huế và sẽ bế mạc vào tối ngày 22 tháng 11. Chiều qua, giải bóng đá phong trào dành cho người trên 33 tuổi đã được chính thức khởi tranh tại sân bóng đá mini Xuân Phú, thành phố Huế. Giải đấu quy tụ hơn 90 vận động viên trên 33 tuổi đến từ 8 đội bóng phong trào trên địa bàn tỉnh. Các đội chia thành hai bảng, thi đấu 3 trận vòng bảng một đội để chọn ra một đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng thi đấu, bán kết và chung kết. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức với mong muốn giúp cho các cầu thủ trên 33 tuổi có một sân chơi để rèn luyện sức khỏe, giao lưu và kết nối lẫn nhau. Giải dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 12. Còn bây giờ, như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cuối tuần. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên ở Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm từ 77 đến 82%. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà từ 21 đến 30 độ, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy 22 đến 31 độ, thành phố Huế 22 đến 30 độ, A Lưới 20 đến 28 độ, Nam Đông 22 đến 31 độ. Thời tiết biển không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 2 đến 4 km trong sương mù, gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.